Hello, chào mừng anh em đã đến với Thường Ngọc Anime. Anh biết đấy, anime mùa hè đã chính thức kết thúc và anime mùa thu năm 2020 đã chính thức đến rồi. Hàng loạt những bộ anime mới cực kỳ hay và hấp dẫn đã lên sóng, mang đến cho fan anime những giây phút cực kỳ giải trí. Vậy bạn đã nắm hết được những cái tên anime cực kỳ hay sẽ ra mắt vào anime mùa thu chưa? Hãy cùng với Thường Ngọc Anime đến ngay với top 10 anime cực hay đáng mong đợi nhất vào mùa thu năm 2020 nhé. Và sau khi xem xong top 10 anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem liệu bộ anime nào đã để lại cho bạn ấn tượng nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. Vị trí số 10, 100 Men No Inuchi no Ueni Ore wa Tateru, phát hành vào ngày 2 tháng 10, thể loại action, game, drama, fantasy, shonen. Yosuya Yusuke cùng với các bạn cùng lớp của mình, Shindo Yu và Hakusaki Kusue đã được đưa đến một thế giới kỳ lạ và chưa được biết đến, là nơi sinh sống của những sinh vật thần thoại. Ngay sau khi họ đến nơi, họ gặp một người tự xưng là Game Master, người sau đó giao cho họ một nhiệm vụ có giới hạn thời gian. Để hỗ trợ họ trong nhiệm vụ này, anh ấy cũng ban cho Shindo và Hakusaki các vai trò của một pháp sư và một chiến binh, trong khi Yoshiya ngẫu nhiên được giao cho vai trò một nông dân. Đây là cách cuộc sống phiêu lưu bận rộn bắt đầu cho bà học sinh, giờ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải hoàn thành các nhiệm vụ ngẫu nhiên cho một số giai đoạn trong thế giới tưởng tượng nếu mà họ muốn sống sót và bảo vệ thế giới thực khỏi ma quỷ và quái vật mà họ đã gặp phải. Số 9, Tonikaku Kawaii, phát hành vào ngày 3 tháng 10, thể loại comedy romance shonen. Lớn lên bị chế giễu vì chính cái tên kỳ lạ của mình, Nasa Yuzaki cố gắng để được mọi người nhớ đến vì điều gì đó nhiều hơn. May mắn thay, có vẻ như anh ấy đang đi đúng hướng, đứng nhất trong các kỳ thi thử của quốc gia và chuẩn bị vào trường trung học mà anh ấy lựa chọn. Tuy nhiên mọi thứ thay đổi chỉ sau một đêm khi mà anh ta nhận ra một cô gái trên đường về nhà. Mê mẩn trước vẻ dễ thương choáng ngợp của cô ấy, đó là tình yêu sét đánh dành cho Nasa. Nhưng trong cơn mê đắm, anh ta đã không nhận thấy nguy hiểm đang đến gần và phóng nhanh xuống đường. Thấy mình đang đứng trước cửa tử, chỉ còn sống nhờ vào sự can thiệp của cô gái, Nasa lấy hết can đảm để thổ lộ tình yêu của mình dành cho cô, vì sợ rằng cô có thể sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh. Cô chấp nhận lời cầu hôn của anh với một điều kiện, kết hôn, mà Nasa vui vẻ chấp nhận trước khi anh ta bất tỉnh vì chấn thương. Tuy nhiên khi tỉnh dậy, cô gái đã không còn ở đó nữa. Sau khi bình phục vết thương, Nasa gạt bỏ những tham vọng trước đây của mình và dành cả cuộc đời để đi tìm cô gái đã chiếm được trái tim của mình. Nhưng vài năm trôi qua vẫn vô ích. Nhưng vào một đêm, khi một vị khách bất ngờ đến gõ cửa, Nasa thấy mình phải đối mặt với một người phụ nữ sẽ thay đổi thế giới của anh ta mãi mãi, vợ của anh. Số 8, Kimisen, phát hành vào ngày 7 tháng 10, thể loại action military romance fantasy. Một cuộc đại chiến đã diễn ra trong nhiều năm giữa đế chế tiên tiến về mặt khoa học và Nebulis, vương quốc của các phù thủy, cho đến khi hiệp sĩ trẻ nhất từng nhận danh hiệu người mạnh nhất đế chế gặp công chúa của quốc gia đối thủ. Dù họ là kẻ thù, không đội trời chung, nhưng chàng hiệp sĩ vẫn bị thu hút bởi vẻ đẹp và phẩm giá của cô gái. Còn công chúa thì cảm động trước sức mạnh và cách sống của anh ấy. Liệu cuộc sống giữa họ có bao giờ được phép kết thúc? Số 7, Akudama Drive, phát hành vào ngày 8 tháng 10, thể loại action sci-fi. Nhiều năm trước, một cuộc nội chiến vĩ đại đã tàn phá Nhật Bản, khiến cho đất nước bị chia cắt thành hai khu vực, Kansai và Kanto. Tại Kansai, một nhóm 6 Akudama thực hiện các nhiệm vụ do một con mèo đen bí ẩn giao cho họ, đồng thời phải trốn tránh cảnh sát. Nhưng một hành trình nguy hiểm sắp sửa mở ra khi mà một cô gái thường dân bị cuốn vào lối sống của Akudama và chứng kiến các ổ tội phạm của họ. Số 6,
Yukaku no Moriarty phát hành vào ngày 21 tháng 9, thể loại mystery, historical, psychological, shonen. Vào cuối thế kỷ 19, đế chế Anh đã trở thành một cường quốc toàn cầu. Do sự phân tầng giai cấp nghiêm ngặt, những người dân bình thường ít có cơ hội vươn lên hàng thành công, nơi mà giới quý tộc hèn hạ thống trị tất cả. William James Moriarty, con gái thứ hai của gia đình Moriarty, là một giáo sư toán học trẻ tuổi, người đã thể hiện sự tài năng và thông minh tuyệt vời từ khi còn là một đứa trẻ. Cùng với hai anh em Albert và Louis, anh ta sống một cuộc đời giản dị của một quý tộc. Ngoài giờ học, William là một nhà tư vấn tư nhân nổi tiếng sẵn sàng giải quyết các vấn đề của bất cứ ai có nhu cầu. Tuy nhiên, cách ứng xử nhẹ nhàng của anh ta chứng tỏ vị trí của anh với tư cách là người đứng đầu một nhóm chuẩn bị tàn phá để theo đuổi mong muốn của nó, một thế giới mới được xây dựng từ đống tro tàn cũ. Vị trí số 5, The Day I Became a God, phát hành vào ngày 11 tháng 10. Thể loại drama fantasy. Vào cuối kỳ nghỉ hè cuối cùng của trường trung học, Yota Narukami dành cả ngày để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào đại học. Thì một cô gái trẻ có tên là Hina được nhìn xuất hiện, tự xưng mình là nữ thần toàn trí. Yota bối rối và không tin Hina khi mà cô nói rằng thế giới sẽ kết thúc sau 30 ngày nữa. Sau khi chứng kiến khả năng tiên đoán giống như chúa của Hina, Yota bắt đầu tin tưởng sức mạnh của cô là có thật. Hina, một người ngây thơ và trẻ con, mặc dù có sức mạnh siêu nhiên, vì một lý do nào đó, cô quyết định ở lại nhà của Yota. Như vậy là bắt đầu mùa hè sôi động của họ trước khi tận thế đến. Vị trí số 4, No Place, phát hành vào ngày 8 tháng 10, thể loại Action Supernatural Vampire School. Rizal thức dậy sau giấc ngủ dài 820 năm của mình. Anh ta giữ danh hiệu đặc biệt của quý tộc, là một quý tộc thuần chủng và là người bảo vệ của tất cả các quý tộc khác. Trong một nỗ lực để bảo vệ Rizal, người hầu của anh ta có tên là Frankenstein, đã đăng ký anh ta vào một ngôi trường trung học có tên là Yeran, nơi mà Rizal học những thói quen đơn giản và bình thường của thế giới con người thông qua các bạn cùng lớp của mình. Tuy nhiên, Liên minh, một tổ chức bí mật hùng mạnh với các sợi dây trên toàn cầu và mục tiêu thống trị thế giới, phái những con người bị biến đổi và dần dần xâm phạm cuộc sống của Rizal, khiến anh ta phải sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ những người xung quanh. Sau 820 năm âm mưu, những bí mật đằng sau giấc ngủ của anh ta cuối cùng cũng được tiết lộ và sự bảo vệ tuyệt đối của Rizal bắt đầu. Vị trí số 3, Higurashi no Nakukoroni, phát hành vào ngày 1 tháng 10, thể loại Dementia, Horror Mystery, Psychological Supernatural Thriller. Keiichi Maebara vừa chuyển đến ngôi làng nhỏ yên tĩnh Hinamizawa vào mùa hè năm 1983 và nhanh chóng trở thành người bạn không thể tách rời với các bạn học của mình là Reina Ryugu, Mion Sonozaki, Satoko Hozo và Rika Furude. Tuy nhiên, bóng tối ẩn giấu bên dưới cuộc sống dường như bình dị của họ đang sống. Khi ngôi làng chuẩn bị cho lễ hội hàng năm, Keiichi tìm hiểu về những truyền thuyết địa phương xung quanh nó. Trong sự kinh hoàng của mình, anh ta phát hiện ra rằng có một vài vụ giết người và mất tích trong làng trong những năm gần đây, và tất cả chúng dường như được kết nối với lễ hội và vị thần bảo trợ của làng, Oyashiro. Keiichi cố gắng hỏi những người bạn mới của mình về sự cố này, nhưng mà họ nghi ngờ im lặng và từ chối đưa ra câu trả lời cho anh. Khi ngày càng có nhiều sự kiện kỳ lạ xảy ra, anh tự hỏi không biết những người bạn khác của anh ta có thể bảo vệ anh không và liệu anh có thể tin tưởng họ nữa hay không. Khi sự điên rồ và hoang tưởng bắt đầu ăn sâu vào trái tim của Keiichi, anh sẽ vấp ngã vào những bí ẩn ở Higurashi no Nakukoroni, một câu chuyện được kể trên nhiều góc nhìn khác nhau.
Vị trí số 2, Burn the Witch, phát hành vào ngày 2 tháng 10, thể loại Action Magic Fantasy Shonen. Trong lịch sử, 72% tổng số ca tử vong ở London có liên quan đến rồng, những sinh vật huyền bí, vô hình đối với đa số người dân. Trong khi hầu hết không biết đến, một số người đã đứng lên chống lại những con rồng này. Chỉ những cư dân của Reverse London sống ở phần mặt trái ẩn của London mới có thể nhìn thấy những con rồng. Ngay cả khi đó, chỉ có một số được chọn đủ tiêu chuẩn trở thành phù thủy hoặc pháp sư để tiếp xúc trực tiếp với họ. Nhân vật chính của câu chuyện là bộ đôi phù thủy Noel Mihashi và Nini Spancole. Họ là nhân viên bảo vệ cho Wingman WB, một tổ chức bảo tồn và quản lý rồng. Nhiệm vụ của họ là thay mặt người dân bảo vệ và quản lý những con rồng ở London. Vị trí số 1, Shujutsu Kaisen, phát hành vào ngày 3 tháng 10, thể loại Action Demons Fantasy Shonen Supernatural. Một cậu bé chiến đấu cho cái chết đúng đắn. Khó khăn, hối tiếc, xấu hổ, những cảm giác tiêu cực mà con người cảm thấy trở thành lời nguyền ẩn nấu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Lời nguyền hoành hành khắp thế giới và có khả năng dẫn mọi người đến những bất hạnh khủng khiếp và thậm chí là cái chết. Hơn nữa, lời nguyền chỉ có thể được giải trừ bởi một lời nguyền khác. Itadori Yuji, một cậu bé có sức mạnh thể chất khủng khiếp, mặc dù cậu ta sống một cuộc đời trung học hoàn toàn bình thường. Một ngày nọ, để cứu một người bạn bị lời nguyền tấn công, anh ta đã ăn ngón tay bóng ma hai mặt, biến lời nguyền thành linh hồn của chính mình. Kể từ đó, anh ta chia sẻ một cơ thể với bóng ma hai mặt. Được hướng dẫn bởi phù thủy quyền năng nhất, Gojo Satoru, Itadori được nhận vào ngôi trường trung học kỹ thuật thủ đô Tokyo về ma thuật, một tổ chức chống lại lời nguyền. Và do đó bắt đầu câu chuyện anh hùng của một cậu bé trở thành một kẻ người rùa để trừ bỏ lời nguyền. Một cuộc sống mà từ đó anh ta sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Trên đây là top 10 anime cực hay đáng mong đợi nhất mùa thu năm 2020 mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này cũng hay mất rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thảo Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Xin thành cảm ơn các bạn. Bye!